Nha, mình sẽ hướng dẫn nâng cấp ổ cứng SSD cho máy Asus X541U. Mình sẽ tháo máy ra. Tháo hết tất cả các công ốc nắp sau ra nha các bạn. Nhìn kỹ để tháo hết ra cho dễ tháo, chứ không là tới lúc cày ra mà nó vẫn còn ốc là dễ bị bẻ gãy lắm ha. Cày ra nha, cày từ từ nha các bạn, cày nhẹ chứ không là nó bể là dưới này nó có hai sợi cáp nha bác, sợi cáp nguồn với sợi cáp bàn phím nè, chúng ta gỡ ra trước rồi mới lấy cái cặp bàn phím lên chứ không là nó gãy dây cáp ha. Được thì em xin gỡ lấy cái này. Đây là một tên mà không thấy tốc độ bao nhiêu vòng. Mình sẽ thay ổ cứng SSD này, cái tốc độ nó đập gấp 15 lần cái ổ cứng HDD thường. Cái gì vậy? Hả?
cứ nghĩ là SSD silicon đó 512 GB, tốc độ ghi là 520 MB/s, đọc là 590 MB/s, nó là gấp 15 lần, nhanh gấp 15 lần so với cái ổ cứng thường HDD thường 5400 nó một tới lên ha, xong rồi mình phải lắp rồi.
xong á, mình sẽ cài máy thôi. Bây giờ mình chỉ hướng dẫn là tháo bộ máy ra và gỡ cứng cụ và lắp keo cứng máy vô thôi. Bây giờ kết thúc đây ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.